tặng Lê Giang đó. Anh Đức Dưỡng tặng kìa. Anh làm đi. Dạ, anh cứ làm đi anh. Trái tim tan vỡ. Sao chồng mới hợp tác đi. Mày sao nó nói không ai hợp tác được đúng không? Ủa thiệt luôn á. Mà sao bữa nay ăn gì mỏi sưng dữ vậy chị? Ớt hả? Ớt cay quá. Mà cái mỏi sưng hiểu được theo cái bắp tay sưng dữ vậy. Mập. Không biết. Trời ơi, mập thì ra là mập. Nãy ăn ngon không? Ngon muốn chết. Nãy bên đây đi làm cái gì vậy? Đi quay. Hôm nay đi quay chương trình nhanh như chớp. Nhanh như chớp. Vui không? Vui, rất vui. Áo này của tôi mà. Thì sao? Tại sao mặc áo tôi hoài vậy? Thì MC kiểu gì có tiền mà sao mà mặc đồ tao hoài vậy? MC tiền cái xe bèo lắm. Cho nên em phải mặc đồ, mua đồ quần áo thì em thấy mắc quá, tôi lấy quần áo của chồng mặc. Thì kì sao? Em tiết kiệm cho chồng mặc sao? Nói đi. Tiết kiệm gì? Đồ của người ta mua tao chưa bận, nó bận mất luôn đồ người ta rồi, tiết kiệm gì? Người ta không biết đâu anh. Người ta tưởng là mình mua sao mặc á. Mình mua đôi á. Thực tế thì mình có mua một cái thôi. Nghệ sĩ gì đâu mà keo như quỷ chứ, lấy đồ người ta bận không? Bận nổ nha. Bận nổ. Bận nổ. Hả? Ai cần bận nổ hả? Anh cười quá. Đây. Người cha người mẹ đang ngồi chờ quan. Mẹ mẹ đi rồi. Mẹ ăn dịp ngày mẹ. Đây chủ tiệm mà ăn quá anh. Đây ông chủ bà chủ ăn quá cũng mừng. Ủa diễn viên Quỳnh Linh. Quỳnh Linh là diễn viên. Có plan gì sắp tới không? Dạ không, plan là đi casting thôi anh. Đang làm streamer hả? Dạ không. Nghe nói dự định thôi chứ làm streamer rồi. Ôi món cơm đã gần xong rồi. Thiệt là ngon. Nói gì đây? Trấn Thành. Nói chung là ngày hôm nay là hôm qua làm má đề đi. Nhưng mà má mình đi má đúng mình rồi. Đi du lịch. Đúng rồi. Để đó mình không dẫn má mình đi ăn được. Bữa nay mình kêu má mình tới ăn bù cho má đề đi đó. À vậy hả? Má đề đi hả? Thì nhân dịp hôm nay thì ngoài bữa cơm thì anh có tặng cho mẹ cái gì không? Có. Cái gì? Tặng chị dầu thơm. Còn con vợ thì tặng một cái gì đó không biết, bịch bự lắm nhưng mà hình như là đồ rẻ tiền. Rẻ tiền chứ bà nội à, tôi mua đất nước tại Hàn Quốc nha má. Đất nước tại Hàn Quốc. Mua gì mà nãy có dán miệng thế là tôi thấy không biết có tốt không hay nè. Mua đất nước tại Hàn Quốc. Cái câu văn không có nghĩa gì á. Nó cũng có ý nghĩa nếu mình suy nghĩ có ý nghĩa. Ok. Ôi xàm đấy. Thôi nói gì nữa, ăn đây ăn đây. Rồi, ăn xin chào tạm biệt. Bye bye.